Minh Vy xin kính chào quý vị. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với bản tin FBNC ngày 9 tháng 12. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin như sau. Thưa quý vị, Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Theo kế hoạch mà Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải, nhà ga cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được mở rộng với tổng mức đầu tư là 1.000 tỷ đồng. Số tiền xây dựng sẽ được huy động từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Nếu kế hoạch được Bộ Giao thông Vận tải thông qua, nhà ga mới sẽ được khởi công từ tháng 4 năm 2016 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2017. Sau khi mở rộng, nhà ga mới sẽ đạt công suất đón 4 triệu lượt khách một năm. Mặc dù thời tiết năm nay diễn biến thất thường, nhiều sân bay phải sửa chữa, nâng cấp, nhưng số lượng các chuyến bay trong năm đã tăng khá mạnh với mức 18% so với cả năm 2014. Tính đến ngày 8 tháng 12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đón chuyến bay thứ 600.000 trong năm, tổng nguồn thu gần 3.700 tỷ đồng, vượt 21% so với cùng kỳ năm ngoái. 10 tháng đầu năm nay, tổng lượng hành khách vận chuyển qua các sân bay của Việt Nam đạt gần 52 triệu lượt, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển là 795.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, hãng bay chiếm số lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa nhiều nhất là Vietnam Airlines, tiếp đến là Jetstar Pacific Airlines. Ở thị trường quốc tế, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế dự báo, Việt Nam là một trong 7 thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới giai đoạn từ năm 2014-2017, với tốc độ tăng trưởng hành khách quốc tế và vận chuyển hàng hóa quốc tế đều đạt gần 7% mỗi năm. Ở thị trường nội địa, Cục Hàng không dự báo tốc độ tăng trưởng của ngành trong những năm tới vẫn ở mức 2 con số. Thưa quý vị, nhận thức các khái niệm về công trình xanh, kiến trúc xanh, vật liệu xanh tại Việt Nam đã có sự chuyển biến bởi theo các công ty thiết kế, không chỉ chủ đầu tư các công trình tòa nhà cao ốc mà người xây nhà đơn lẻ giờ đây cũng đã bắt đầu quan tâm đến việc ứng dụng kiến trúc xanh, vật liệu xanh cho ngôi nhà của mình. Tại triển lãm kiến trúc sắc màu tổ ấm 2016 khai mạc ngày 8 tháng 12 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thu Phong, tổng giám đốc công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui cho biết, xu hướng hướng đến những công trình xanh có thiết kế thân thiện môi trường, sử dụng các vật liệu xanh là xu hướng tất yếu của thế giới. Xu hướng này dần rõ nét ở Việt Nam khi sự quan tâm của người xây nhà về kiến trúc xanh, vật liệu xanh đang dần tăng lên. Khoảng cách đây 3 năm thì điều này có lẽ rất là bỡ ngỡ và khách hàng cũng cảm thấy khó khăn bởi vì các vật liệu xanh giá thành hơi cao. Như cái sự cải tiến rất là lớn của các cái doanh nghiệp ngành vật liệu đã đưa các cái yếu tố xanh vào trong vật liệu và nó làm giá thành giảm rất là tốt. Do đó hiện nay thì chúng tôi đã có nhiều giải pháp hơn để giúp khách hàng tiếp cận. Bên cạnh đó là một lực lượng khách hàng trẻ trí thức cũng đã có cái sự quan tâm nhất định và sẵn sàng chi trả cao hơn để có được cái môi trường ở thân thiện và tốt cho sức khỏe. Ông Phong cũng cho biết kiến trúc xanh sẽ là xu hướng chủ đạo của các thiết kế nhà ở trong năm 2016. Tuy nhiên mức độ ứng dụng đến đâu còn tùy thuộc vào chủ đích cũng như khả năng đầu tư của gia chủ. Tại triển lãm kiến trúc nhà ở 2016 với chủ đề Đương đại xanh lần này, hàng trăm các tác phẩm có thiết kế kiến trúc gần gũi với thiên nhiên, sử dụng vật liệu xanh cũng đã được giới thiệu đến khách tham quan. Nhận định về thị trường, các công ty xây dựng và thiết kế cũng cho rằng năm nay là năm thị trường bất động sản có sự chuyển biến tích cực sau thời gian đóng băng. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn còn. Người mua nhà hay nhà đầu tư quan tâm sâu hơn đến chất lượng, giá thành sản phẩm hơn là khả năng sinh lời. Tâm lý này đòi hỏi các doanh nghiệp bất động sản phải khai thác hết các giá trị của sản phẩm như là địa điểm, chất lượng công trình và tính hợp lý trong phương thức thanh toán mới có thể thu hút người mua. Chuyển sang những thông tin tiếp theo, đại diện công ty sữa Vinamilk cho biết trong tháng 12 năm nay sẽ ký hợp đồng thu mua sữa nguyên liệu với các hộ chăn nuôi bò sữa với cam kết giá thu mua sữa nguyên liệu đạt các chỉ tiêu quy định là 14.000 đồng một ký. Vinamilk cũng sẽ rà soát và không ký hợp đồng với những hộ nuôi bò sữa nhưng bán sữa cho nhiều nhà máy, đồng thời ký kết với các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi để giao cám cho hộ nuôi bò sữa, đảm bảo rẻ hơn từ 500 cho đến 600 đồng một ký. Tiền cám sẽ được trừ qua tiền bán sữa. Về vấn đề tiêu thụ sữa nguyên liệu trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết sẽ tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp ngành sữa nhằm đảm bảo đầu ra cho người chăn nuôi. Thưa quý vị, trước vấn nạn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm rộ lên gần đây, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh mới đây công bố mô hình chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn. Mô hình này nhằm định vị lại các sản phẩm sạch trên thị trường, giúp cho người dân thành phố dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm này. Và chúng tôi đã có một cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương ngay buổi công bố xung quanh mô hình chuỗi cửa hàng an toàn thực phẩm mà Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai. Thưa ông, hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh công bố mô hình chuỗi cửa hàng an toàn thực phẩm. Vậy thì cái mô hình này có khác gì so với những cái mô hình phân phối những sản phẩm an toàn mà thành phố đã triển khai trước đây hay không ạ? Có mấy cái điểm mới mà chúng tôi cũng muốn gửi một cái thông điệp đến xã hội. Thứ nhất là chúng ta tổ chức cho các cái nhà phân phối
và tổ chức cho các nhà sản xuất công bố và giới thiệu với chúng tôi để chúng tôi công bố với người tiêu dùng những cái doanh nghiệp, những cái điểm bán cung ứng các cái sản phẩm. Cái quan trọng nhất là người tiêu dùng hiện nay cần phải nhận biết đâu là những điểm bán có những sản phẩm đạt chuẩn để người ta tìm kiếm, để người ta mua trước một rừng rất là nhiều các cái điểm bán như vậy. Thì đó là cái mục tiêu thứ nhất trong chương trình này. Mục tiêu thứ hai nữa đó là không chỉ dừng lại ở chỗ giới thiệu các điểm bán, mà Sở Công Thương với vai trò quản lý nhà nước, chúng tôi làm cái đầu mối kết hợp với các cái cơ quan chức năng, kết hợp với chi cục bảo vệ thực vật, kết hợp với chi cục thú y, để cùng với các nhà phân phối, các cái điểm bán truy xuất tại cái nguồn hàng và tổ chức hỗ trợ cho các cái nơi sản xuất hoàn thiện lại cái quy trình sản xuất của mình để bảo đảm cái sản phẩm được phát triển bền vững và đủ cái nguồn cung cấp cho các điểm bán. Và cái điểm thứ tư nữa là chúng tôi sẽ phối hợp với các cái cơ quan truyền thông để tạo một cái sự định vị mới cho các sản phẩm đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng ta không thể đánh đồng một cái sản phẩm đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với những cái sản phẩm không đạt chuẩn. Như vậy thì chúng ta sẽ thông qua cái chương trình xây dựng cái chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng các cái thương hiệu chuỗi, cũng như thông qua công tác quảng bá truyền thông để cho các cái sản phẩm đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nó có một cái định vị mới, nó có một cái vị thế mới và thậm chí là nó có một cái mặt bằng giá mới. Thưa ông, cái điều băn khoăn lớn nhất đối với người tiêu dùng đó là hiện nay thì những sản phẩm an toàn thực phẩm thì có mặt trên thị trường rất là nhiều, tuy nhiên thì người tiêu dùng thực sự là cũng chưa dám tin tưởng vào chất lượng những sản phẩm này, bởi vì là có những sản phẩm tuy công bố là đạt tiêu chuẩn an toàn, tuy nhiên khi cơ quan chức năng kiểm tra thì lại ra những cái vấn đề mà không như là công bố. Vậy thì đối với cái chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn lần này thì chúng ta sẽ kiểm soát cái vấn đề này như thế nào? Khi chúng ta triển khai cái đề án này là bằng mọi cách là chúng ta phải quy về nguồn và kiểm soát, giám sát từ nguồn. Như vậy là hiện nay các nhà phân phối, các nhà bán lẻ phải cung cấp và cho Sở Công Thương chúng tôi biết được rằng là nguồn hàng này anh lấy từ đâu. Và chúng tôi sẽ cùng với các cái cơ quan chức năng, chi cục bảo vệ thực vật, chi cục thú y truy xuất tại nguồn, xem coi cái nơi, cái nguồn sản xuất đó, cái quy trình sản xuất nó như thế nào. Và chúng tôi sẽ có những cái giải pháp để chúng tôi kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. Và hướng tới thì là chúng tôi sẽ cùng với các cái cơ quan chức năng là vận động các nhà phân phối đầu tư một vài cái công cụ, một vài các cái phương tiện để chính người tiêu dùng trong quá trình mua hàng có thể làm những cái test nhanh, làm những cái kiểm chứng. Và cái thứ ba nữa đó là sẽ hướng cho các nhà sản xuất xây dựng cái thương hiệu. Vì chính cái thương hiệu đó là cái nhãn hiệu để bảo chứng cho cái sản phẩm của nhà sản xuất. Thưa ông, như công bố thì cái hệ thống mà phân phối mà những cái sản phẩm theo tiêu chuẩn sạch mà người tiêu dùng có thể tiếp cận được hiện nay chủ yếu là những cái siêu thị lớn cũng như là những cái cửa hàng tiện lợi. Trong khi đó thì cái kênh mà chợ truyền thống vẫn là cái kênh chủ yếu đối với người tiêu dùng. Vậy thì chương trình có cái hướng như thế nào để giúp cho những cái sản phẩm sạch nó đến được với người dân một cách gọi là nhanh nhất và phổ biến nhất? Trong cái đề án lần này, ngoài cái việc tổ chức lại những cái hệ thống phân phối hiện đại là một cái hệ thống mà chúng ta có điều kiện thuận lợi để kiểm soát và giám sát các quy trình, thì chúng tôi cũng sẽ chọn và đã chọn hai cái đơn vị làm thí điểm, đó là chợ đầu mối nông sản Hóc Môn và chợ Bến Thành, một cái chợ đầu mối phân phối sỉ và một cái chợ bán lẻ, để chúng tôi triển khai cái thí điểm và xây dựng cái mô hình chợ an toàn. Thì chúng tôi cũng sẽ tập trung các cái mặt hàng thịt, mặt hàng rau củ quả để chúng tôi cũng truy ngược lại nguồn. Nói chung cách làm lần này là mọi thứ là đều phải truy ngược lại nguồn và xác định cái sản lượng cung ứng, nguồn cung ứng, và trong cái quá trình đó còn điểm nào khiếm khuyết, còn điểm nào chưa hoàn thiện thì các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ góp sức để làm. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.
Raheem Sterling đã ăn mừng sinh nhật thứ 21 của anh bằng cú đúp chỉ trong thời gian 10 phút trong trận đấu với Montreal Blackpack ở Champions League, qua đó giúp câu lạc bộ Man City giành thắng lợi 4-2 và kết thúc ở vị trí đầu bảng D. Man City đã có trận đấu tốt khi thiếu vắng đội trưởng Vincent Kompany và tiền đạo Sergio Aguero. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn có được chiến thắng một cách xuất sắc. Trong đó, công lớn thuộc về tiền đạo tân binh đến từ Liverpool là Raheem Sterling. Cú đúp của cầu thủ trẻ người Anh đã giúp cho Man City vượt qua Juventus trên bảng xếp hạng, giành suất có mặt ở vòng loại trực tiếp cúp châu Âu. Gary Neville đã chính thức cầm quyền ở câu lạc bộ Valencia, nơi ông sẽ phải chịu khá nhiều áp lực. Đội bóng từng 6 lần vô địch La Liga đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trận đấu tuần qua gặp Barcelona, đội đã có trận hòa thành công trước đương kim vô địch La Liga. Tuy nhiên, lúc đó Gary Neville vẫn chưa chính thức dẫn dắt câu lạc bộ. Trận đấu đầu tiên mà huấn luyện viên người Anh sẽ dẫn dắt đó là cuộc chạm trán với Lyon ở Champions League. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp của cựu hậu vệ cánh tuyển Anh làm huấn luyện viên trưởng dẫn dắt một câu lạc bộ lớn ở Tây Ban Nha. Do đó, áp lực sẽ không nhỏ đối với Gary Neville. Oscar Pistorius, vận động viên khuyết tật hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giết vợ hồi năm 2013, đã được tòa án Nam Phi quyết định cho phép tại ngoại. Tuy nhiên, anh sẽ phải đeo vòng theo dõi điện tử trên người để tránh trường hợp bỏ trốn. Tưởng chừng như vận động viên khuyết tật này được hưởng án treo sau kết luận ở đợt trước. Tuy nhiên, những chứng cứ mới đã cho thấy anh cố tình thực hiện ý đồ mưu sát chứ không phải là ngộ sát. Vì thế, anh sẽ phải đối mặt với những cáo buộc mới. Ông Michel Platini, người cho đến lúc này vẫn được xem là nhân tố có thể giúp đưa FIFA thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử, đang chịu án phạt tạm thời cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 90 ngày của Ủy ban Đạo đức FIFA để điều tra. Tòa án Thể thao Quốc tế CAS cho biết họ đã mời cả ông Michel Platini và các đại diện pháp lý của FIFA tới tòa để xem xét các vấn đề giới hạn trong phạm vi liệu án phạt tạm thời 90 ngày đối với ông Michel Platini có thể tạm thời được dỡ bỏ hay không. CAS cho biết họ sẽ đưa ra quyết định vào ngày thứ 6 tới. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục phần tin tức của FBNC với những tin kinh tế đáng chú ý trên thế giới. Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ vì giá dầu giảm và dự kiện kinh tế tháng 11 không mấy lạc quan của Trung Quốc. Ủy ban châu Âu cáo buộc nhà sản xuất chip Qualcomm vi phạm luật chống độc quyền.